Diocali cùng team Hồ thân chào tất cả các bạn. Thưa các bạn, hôm nay là ngày đầu tiên, ngày đi làm đầu tiên của năm mới 2024. Thưa các bạn, và team Hồ hân hạnh giới thiệu với các bạn một căn nhà. Căn nhà này rất là đặc biệt đối với team Hồ thưa các bạn, bởi vì căn nhà này là listing của broker của team Hồ thưa các bạn, One Stop Realty and Financial. Căn nhà này có một điểm rất là đặc biệt thưa các bạn, nó tọa lạc tại thành phố Huntington Beach. Một căn nhà thật là lớn thưa các bạn, gồm có 6 phòng ngủ và 6 phòng vệ sinh. Xưa nay team Hồ, trong năm vừa qua team Hồ thường giới thiệu với các bạn những căn nhà. Team Hồ cũng biết do cái giá cả lên cao và cái lãi vay nó quá là cao đi. Thành ra team Hồ ráng tìm cho các bạn và các anh chị những căn nhà với cái giá thật là mềm để chúng ta có thể dễ dàng và chúng ta có thể với tới được thưa các bạn. Hôm nay thì team Hồ dạo một vòng chung quanh cái hệ thống thì có rất ít nhà được rao bán thưa các bạn. Thì thôi, nhân dịp năm mới team Hồ cũng muốn có một cái video clip để gửi đến các anh chị và các bạn coi cho vui mắt thưa các bạn. Căn nhà này nó điểm khác với lại những căn mà năm vừa rồi team Hồ giới thiệu với các bạn, bởi vì căn nhà này nó thuộc phân khúc hẹp thưa các bạn. Căn nhà được rao bán với giá 1.799.000 đô, làm tròn là khoảng 1.800.000 thưa các bạn. Nhưng mà bù lại thì nó tọa lạc tại một cái location rất là đẹp thưa các bạn, nằm chỉ cách đường ven biển chỉ có 2.5 dặm thôi. Và khu vực Huntington Beach, thành phố Huntington Beach này là khu vực mà những người Việt Nam chúng ta rất có nhiều tiền thưa các bạn, sinh sống vừa gần biển, khí hậu biển tuyệt vời, vừa lại gần Bonsa, khu vực rất đông cộng đồng người Việt Nam chúng ta sinh sống. Căn nhà này có 6 phòng ngủ và 6 phòng vệ sinh thưa các bạn. Nó chủ cũ của nó mua cách đây khoảng chừng 2 năm. Thì họ khi đó theo team Hồ được biết thì giá họ mua đã là 1.400.000 rồi. Và họ mua về họ bỏ thêm gần 300.000 nữa thưa các bạn để mà sửa sang remodel lại và xây thêm ADU nữa thưa các bạn. Thì cái ADU của căn nhà này nó là cái Junior ADU thì nó khác với lại ADU bình thường, bởi vì nó attached, nó gắn liền chung với căn nhà chính đang sử dụng thưa các bạn. Thì căn nhà chính á, thì nó gồm có 4 phòng ngủ và 4 phòng vệ sinh, 3 phòng rửa phòng vệ sinh thưa các bạn. Và cái ADU này á, thì nó gồm có 2 phòng ngủ và 2 phòng vệ sinh thưa các bạn. Rất là tiện để chúng ta sử dụng cho một cái đại gia đình thưa các bạn. Còn nếu không thì đó cũng là một cái cơ hội để chúng ta vừa ở, vừa cho thuê Airbnb hoặc cho thuê phần căn JDU phía sau thưa các bạn, để tăng thêm cái nguồn thu nhập cho gia đình. Căn nhà team Hồ giới thiệu về hôm nay là hoàn thiện thưa các bạn. Rất là đẹp, vừa mới được rồi remodel với những vật liệu tốt thưa các bạn, và ready cho các bạn move in dọn vô ở liền luôn, lỡ lần khai thác liền luôn chứ không có sửa chữa gì cả thưa các bạn. Các bạn và các nhà đầu tư nếu thấy căn nhà này có phù hợp với cái nhu cầu sử dụng của gia đình cũng như mục đích đầu tư thì có thể liên lạc với team Hồ. Thì đây là, như team Hồ vừa nói, đây là cái listing của broker của team Hồ, thành ra liên lạc với team Hồ cũng sẽ dễ dàng để chúng ta có thể thỏa thuận được với bên bán, để chúng ta sở hữu một căn nhà mới tuyệt vời trong năm, ngay trong thềm năm mới thưa các bạn. Rồi bây giờ team Hồ cũng không muốn mất thời gian các bạn nhiều nữa, team Hồ thân mời các bạn tham quan một vòng, xem cái neighborhood của căn nhà này nó như thế nào, và sau đó team Hồ vào bên trong. Lộ trình thì giới thiệu với các bạn về căn nhà chính trước, sau đó team Hồ sẽ thân mời các bạn tham quan khu vực JDU nằm phía sau thưa căn nhà thưa các bạn. Rồi team Hồ thân mời tất cả các bạn cùng team Hồ khám phá căn nhà này nào. Thưa các bạn, đây là căn nhà team Hồ giới thiệu với các bạn ngày hôm nay thưa các bạn. Các bạn có thể nhìn thấy cái landscape sân vườn của căn nhà, cũng như toàn bộ căn nhà được vừa được làm remodel lại thưa các bạn, rất là mới thưa các bạn. Toàn bộ mái ngói gạch xi măng còn tốt nha các bạn. Và team Hồ thấy cái driveway này người ta đã bổ sung thêm một cái diện tích, vốn là một cái driveway lớn rồi thưa các bạn, thì bây giờ thêm diện tích nữa thì càng lớn, tha hồ cho chúng ta có thể đậu được 4-5 xe thưa các bạn.
Và đây là cái landscape. Thì chủ nhà họ cũng bỏ rải sỏi thôi thưa các bạn. Rất là tiện và đơn giản cho chúng ta trong việc bảo trì. Và chúng ta cũng không cần chăm sóc gì nhiều thưa các bạn. Rất là tiện dụng. Và dưới nền sân của căn nhà thì thường hồi thấy họ lát đá thưa các bạn. Những cái đá tảng thật bự này rất là bền đó thưa các bạn. Và nó được phân chia thành từng ô bởi những cái đường gạch tàu thưa các bạn, tạo cho căn nhà một cái điểm trang trí kiến trúc rất là dễ thương thưa các bạn ha. Và đây là khu vực hàng xóm căn nhà Tim Hồ thấy phía trước. Hàng xóm thì cũng có một căn nhà đang được chủ mới mua và họ đang remodel lại thưa các bạn. Khu vực này thành phố Huntington Beach, cách đường biển chỉ có 2,5 dặm thôi thưa các bạn. Khu vực rất là sang trọng, yên tĩnh, gồm thành phần những người sở hữu là những người có tiền, những nhà giàu thưa các bạn thấy không? Căn nhà, những căn nhà hàng xóm nè, nhà nào cũng có những cái nét kiến trúc riêng biệt và rất là to lớn thưa các bạn. Giờ này là khoảng 5 giờ chiều, thì cái mùa này thì Tim Hồ thấy trời cũng sụp xuống cũng khá là nhanh. Nhưng mà Tim Hồ nghĩ là với cái iPhone 15 của Tim Hồ thì như vậy dư sức cho chúng ta đầy đủ ánh sáng để chúng ta quan sát căn nhà này thưa các bạn. Đây là khu vực hàng xóm trước mặt của Tim Hồ, của căn nhà thưa các bạn, và nó nằm lệch về phía bên tay trái. Các bạn thấy không, dưới đường người ta đậu xe rất là ít thưa các bạn. Chỉ những khu vực thành phố có người lao động thì người ta mới đậu xe tràn xuống dưới đường thôi. Chứ còn những khu vực mà khá giả, có điều kiện thì người ta đậu trong driveway hoặc là người ta đậu trong nhà xe hết thưa các bạn. Các bạn thấy hàng xóm cây cối cũng được tỉa tót bởi những đội cắt tỉa cây chuyên nghiệp thưa các bạn. Nhìn hình thù là chúng ta biết. Đây căn nhà của chúng ta thưa các bạn. Có 2 tầng thưa các bạn ha. Khối nhà chính gồm có 4 phòng ngủ và 3 phòng vừa rưỡi vệ sinh thưa các bạn. Còn cái JDU thì gồm có 2 phòng ngủ và 2 phòng vệ sinh full bath thưa các bạn. Rồi bây giờ Tim Hồ thân mời các bạn đi vào bên trong tham quan khám phá căn nhà cùng Tim Hồ các bạn nhé. Wow, vừa bước vào bên trong căn nhà thì trước mặt Tim Hồ là một diện tích phòng khách thật là rộng lớn. Toàn bộ tường nhà được sơn mới lại với cái màu ghi rất là nhẹ nhàng thưa các bạn và sang trọng. Toàn bộ nền nhà Tim Hồ thấy được lát bằng laminate thưa các bạn. Và tại mảng tường này Tim Hồ thấy người ta nhấn bằng một màu da màu đậm thưa các bạn, tạo cho chúng ta một cái không gian nó không có đơn điệu thưa các bạn, rất là hấp dẫn ha. Tại vị trí này, phòng khách này, Tim Hồ thấy trần nhà cũng rất là cao thưa các bạn, nó thông lên trên trần nhà, thông lên trên lầu luôn thưa các bạn, rất là rộng rãi và thoáng mát thưa các bạn. Toàn bộ cái hệ thống cửa sổ và cửa đi của căn nhà được thay mới hết nha các bạn. Và double pane là cửa kính hai lớp, đảm bảo tha hồ cho chúng ta cách nhiệt và cách âm.
không có sợ bị tiếng ồn từ bên ngoài vào nhà thưa các bạn. Tại vị trí này thì Mô thấy các bạn cũng thấy cái chimney, cái lò sưởi này các bạn, người ta cũng ốp những cái mặt đá từ dưới sàn lên trên tới trần nhà luôn thưa các bạn. Các bạn thấy những căn nhà mà họ làm kỹ thì molding tường họ làm luôn trên trần thưa các bạn. Căn nhà này thì Mô thấy molding làm rất là kỹ các bạn ha. Đó, chi phí để mà remodel căn nhà này theo tiết lộ của bên bán là họ dành gần 300 ngàn thôi các bạn, để mà remodel sau khi họ mua căn nhà này 2 năm trước thưa các bạn. Rồi Tim Hồ mời thân mời các bạn nhìn phòng khách góc nhìn ngược lại. Hai bên của cái chimney ống khói này người ta ốp toàn bộ bằng cửa sổ và kính sáng thưa các bạn, giúp cho căn nhà của chúng ta thật là sáng sủa và nhẹ nhàng thưa các bạn ha. Cái cửa đi này cũng là thuộc loại cửa lớn thưa các bạn, tuy là nó có một cánh thôi nhưng mà một cánh lớn lớn thưa các bạn, và nó có những cái ô kiến ở phía trên rất là sáng sủa. Đây là tại vị trí phòng khách thưa các bạn, thì Tim Hồ thấy đối diện của cái chimney này chúng ta có thể bố trí những cái bộ bàn ghế sofa. Và đây tại cái mảng tường được nhấn màu xám đậm như thế này đó thì là vị trí phòng ăn thưa các bạn, có cái đèn chùm treo từ trần xuống để chúng ta có thể tạo dựng một cái không gian ăn cho gia đình. Theo Tim Hồ nhẩm tính thì vị trí này chúng ta có thể được để được một cái bàn từ 6 cho tới 8 ghế thưa các bạn, rất là rộng rãi ha. Và bây giờ Tim Hồ thân mời các bạn vào tham quan khu vực nhà bếp của khối nhà chính nha các bạn. Toàn bộ tủ bếp Tim Hồ thấy toàn bộ mới hoàn toàn thưa các bạn, căn nhà này cái gì cũng mới á, không có cái gì gọi là đồ cũ hết thưa các bạn. Mặt bếp thì người ta lát bằng khoác thưa các bạn, rất là sáng sủa mới ha. Toàn bộ cái bếp lò, máy hút khói, máy rửa chén đều thuộc căn nhà thưa các bạn. Theo thông báo của bên bán thì chỉ có washer dryer thì họ chỉ cung cấp cho chúng ta những cái họng đấu nối thôi. Washer dryer thì không có trong cái phần thiết bị đi theo căn nhà thưa các bạn. Toàn bộ ánh sáng cung cấp cho căn nhà được sử dụng reset light hết nha các bạn, rất là mới và hiện đại thưa các bạn. Và bây giờ rời khỏi vị trí bếp thì Tim Hồ thấy tại cái vị trí sàn này nó có hai cái độ cao thưa các bạn. Thì như vậy họ có làm cái lan can, thì theo Tim Hồ nghĩ ở đây có thể họ bố trí một cái bàn ăn nhẹ, bàn ăn nhỏ để mà ăn, phục vụ ăn nhẹ cho gia đình thôi các bạn. Cũng rất là gọn gàng và tiện lợi thưa các bạn ha. Và bây giờ Tim Hồ thân mời các bạn tham quan hai cái phòng vệ sinh. Hai cái phòng vệ sinh ở dưới tầng trệt nha các bạn. Vị trí này cũng là một cái phòng sinh hoạt gia đình nữa là thưa các bạn, cũng rất là rộng lớn thưa các bạn. Một cạnh Tim Hồ nhẩm thôi 1, 2, 3, 4 khoảng 10, 13 feet thưa các bạn, và cạnh bên đây khoảng 14, 15 feet thưa các bạn, rất là rộng lớn. Và lấy ánh sáng từ bên ngoài qua cái cửa sổ. Cái cửa sổ này Tim Hồ thấy cũng là loại mới thưa các bạn, rất là dễ thương ha. Rồi bây giờ Tim Hồ từ vị trí phòng sinh hoạt chung thứ hai của gia đình, Tim Hồ thân mời các bạn vào bên trong tham quan cái nhà vệ sinh đầu tiên, là cái full bath ở dưới tầng trệt thưa các bạn. Toàn bộ cái khu vực tắm được lát gạch ceramic ha thưa các bạn, từ sàn nhà lên tới trần nhà luôn thưa các bạn. Vị trí này Tim Hồ thấy người ta để cái hộc để xà bông đồ này kia đó, dầu gội đầu này kia thứ bạn, cũng rất là rộng rãi ha. Toàn bộ thiết bị vệ sinh còn mới và còn rất là tốt thưa các bạn. Đây trong nhà vệ sinh cũng có cái ô cửa sổ nhỏ thưa các bạn để lấy gió
và lấy ánh sáng từ bên hông bên tay trái của căn nhà vào cho phòng vệ sinh thưa các bạn. Cái chậu rửa thì nhỏ thôi nhưng mà Tim Hồ thấy cũng rất là dễ thương và đẹp thưa các bạn. Toàn bộ dưới nền sàn của khu vực tắm cũng lát bằng gạch chống trơn trượt thưa các bạn. Căn nhà này được remodel lại thì mình thấy về chất lượng họ làm tốt đó thưa các bạn. Rồi rời cái phòng vệ sinh thứ nhất, Tim Hồ thân mời các bạn tham quan cái một nửa nhà vệ sinh ở dưới tầng trệt nha các bạn. Như vậy căn nhà chính này thì gồm có 4 phòng ngủ toàn bộ trên lầu, và trên lầu có 2 phòng full bath và dưới trệt là 1 phòng rưỡi full bath thưa các bạn. 1 phòng rưỡi vệ sinh thưa các bạn, một cái full và một cái half. Đây là cái half bath thưa các bạn, để sử dụng cho khách tiểu tiện thưa các bạn. Đây vị trí half bath này Tim Hồ thấy cũng rất là gọn gàng, sạch sẽ và sáng sủa thưa các bạn. Toàn bộ nền lát gạch ceramic và tông màu chủ đạo của căn nhà là tông màu xám và trắng thưa các bạn. Rất là bố trí tùy sắc độ đậm lạc, tùy vị trí Tim Hồ thấy rất là dễ thương. Và tại vị trí này Tim Hồ thân mời các bạn tham quan cái nhà để xe gồm 2 xe nha các bạn. Nhà để xe này Tim Hồ thấy người ta cũng hoàn thiện bên trong hết rồi thưa các bạn. Trần nhà cũng lắp đèn reset light và có một cái cửa nè, cửa đi để thông qua phần sân bên tay trái của căn nhà thưa các bạn. Đây, Tim Hồ thân mời các bạn ra tham quan phần sân sau ha, một chút xíu thôi ha. Rồi chút nữa Tim Hồ sẽ thân mời các bạn tham quan toàn bộ phần sân sau. Bây giờ Tim Hồ tập trung show cho các bạn phần bên trong nhà trước. Đây các bạn thấy cái garage này bây giờ chúng ta có thể sử dụng như một diện tích sử dụng chính cũng được đó các bạn. Bởi vì nó đã được hoàn thiện trần lát ốp được lát la phong, lát trần, hoàn thiện cách nhiệt, cách âm và gắn đèn reset light thưa các bạn. Còn cái phía dưới sàn của nhà để xe thì họ cũng vừa lát, vừa sơn lại, vừa sơn hoàn thiện lại thưa các bạn, một lớp hoàn thiện. Tim Hồ thấy không hề có một vết nứt nào hết thưa các bạn. Rất là sạch sẽ và như vậy chúng ta có thể sử dụng căn phòng cái nhà xe này như một diện tích sử dụng chính cũng được thưa các bạn. Rất là nhiều diện tích để chúng ta sử dụng các bạn ha. Còn chỗ đậu xe thì hồi nãy Tim Hồ đã show các bạn cái driveway ở ngoài thì rất là bự thưa các bạn. Có thể đậu được 5-6 xe lên các bạn. Rồi bây giờ Tim Hồ thân mời các bạn tham quan 4 cái phòng, 4 phòng ngủ trên lầu nha các bạn. Căn nhà này tại vì nó cũng quá lớn thưa các bạn, tổng diện tích của nó gần 2.800 square feet. Cái lot thì Tim Hồ thấy cũng vừa phải thôi, 6.000 square feet, nhưng mà đối với khu vực thành phố Huntington Beach thì 6.000 cũng là chuẩn rồi thưa các bạn. Đây, cầu thang lên lầu, toàn bộ các mặt thang lên lầu được lót ốp gỗ thưa các bạn, tay vịn gỗ tự nhiên nha các bạn. Đây, chào đón Tim Hồ lên lầu là những cái dãy đèn reset light thật là sáng sủa thưa các bạn. Rồi bây giờ Tim Hồ thân mời các bạn nhìn ngược lại cái cầu thang, hướng nhìn ngược lại nha. Đây, vị trí của cầu thang, chủ nhà lắp một cái đèn chùm hình cái bông hồng rất là dễ thương thưa các bạn. Và đây là cái cầu thang gỗ đưa chúng ta từ phòng khách lên trên lầu, nơi có 4 phòng ngủ và 2 phòng vệ sinh thưa các bạn. Rồi vừa bước lên trên lầu thì ngay bên tay trái của Tim Hồ là một cái phòng master bedroom thưa các bạn. Cái phòng thật là lớn thưa các bạn và có trần cao. Một cạnh là phải chừng 12-13 feet và cạnh bên đây phải 15 feet thưa các bạn. Và bên trong phòng master bedroom này Tim Hồ thấy có một cái full bath và một cái
countertop có cái chậu rửa tay thôi các bạn, thật là lớn các bạn ha. Đây, cánh cửa vào phòng master bedroom cũng bự hơn bình thường thưa các bạn. Đây, mời các bạn nhìn phòng master bedroom trên lầu ở vị trí ngược lại đây thưa các bạn. Toàn bộ đèn nhà được lắp đèn reset light thưa các bạn, rất là nhẹ nhàng và sáng sủa các bạn ha. Vì vị trí này thì mình thấy chúng ta có thể đặt cái bàn bàn học cũng được nè, bàn làm việc cũng được nè các bạn. Và đây là cái countertop có cái bồn rửa tay trong đó thưa các bạn. Và Tim Hồ thân mời các bạn vào tham quan cái phòng full bath của cái phòng master bedroom nha các bạn. Cũng giống như những cái phòng vệ sinh ở phía dưới thì toàn bộ phòng vệ sinh này được làm mới hết thưa các bạn. Rất là dễ thương các bạn ha. Và cái phòng vệ sinh của bath mà master bedroom này người ta ốp gạch ceramic từ dưới sàn lên tận trên trần nhà luôn thưa các bạn. Đó thì do căn nhà này nó lớn quá thưa các bạn, nó gồm tới 6 phòng ngủ, 6 phòng vệ sinh. Thành ra khi mà Tim Hồ bắt đầu quay ở bên ngoài trời còn sáng, nhưng mà bây giờ sau khi quay dưới tầng trệt và lên trên lầu thì có vẻ ánh sáng bên ngoài đã tối rồi. Thành ra Tim Hồ cũng tranh thủ quay cho xong để Tim Hồ kịp mời các bạn tham quan phần sân vườn nha các bạn. Rồi bây giờ Tim Hồ rời cái phòng master bedroom để mời các bạn tham quan ba cái phòng còn lại trên lầu thưa các bạn. Đây, căn phòng này thì nó là căn phòng ngay khi chúng ta từ cầu thang bước lên thì đây là cái cửa hai cánh dẫn vào căn phòng thứ hai thưa các bạn. Căn phòng này Tim Hồ thấy cũng nhỏ thôi nhưng mà nó cũng đầy đủ, có closet và cái cửa sổ lấy ánh sáng từ bên hông trái nhà vào bên trong căn phòng thưa các bạn. Đây là căn phòng thứ hai thưa các bạn. Một cạnh của nó Tim Hồ thấy nó khoảng chừng 9 feet thưa các bạn, và cạnh bên đây là khoảng chừng 11 feet. Cũng rất là rộng rãi, đủ để mà chúng ta bố trí một cái giường. Rồi tiếp theo Tim Hồ thân mời các bạn tham quan một cái full bath ở trên lầu thưa các bạn. Hồi nãy Tim Hồ giới thiệu với các bạn một cái full bath nằm trong master bedroom rồi. Như vậy bây giờ cái full bath này nó phục vụ cho ba cái phòng nhỏ thưa các bạn. Cái mặt của cái countertop này là bằng đá thưa các bạn, rất là đẹp ha, màu sáng thưa các bạn. Và toàn bộ cái đèn cho cái lavabo này thì mình thấy đèn loại mới thưa các bạn, rất là sáng và đẹp. Đây, chúng ta nhìn cái nhà vệ sinh mắt của phòng vệ sinh thứ hai full bath từ góc nhìn ngược lại thưa các bạn. Đây là vị trí khu vực tắm, gồm có cái sliding door này và ốp toàn bộ gạch ceramic từ dưới sàn lên trên trần nhà thưa các bạn. Và cái gạch ceramic cũng có cái hoa văn rất là dễ thương thưa các bạn. Rồi tiếp theo Tim Hồ thân mời các bạn tham quan hai cái phòng còn lại ở trên lầu nha các bạn. Đây là căn phòng thứ ba thưa các bạn. Vào căn phòng này nó nằm cùng vị trí với căn phòng thứ hai mà căn phòng này bự hơn nhiều thưa các bạn. Một cạnh Tim Hồ thấy căn cạnh này là khoảng chừng 11 feet và cạnh này khoảng chừng 12 feet thưa các bạn. Cũng có cái closet và cái cửa sổ lấy ánh sáng từ hông bên tay trái nhà vào bên trong căn phòng thưa các bạn. Rất là dễ thương thưa các bạn ha. Gia đình nào đại gia đình gồm có các thế hệ ông bà và con cháu có thể ở trong căn nhà này được thưa các bạn, rất là đầy đủ các phòng ốc để chúng ta có thể sử dụng. Và đây là căn phòng cuối cùng của căn nhà chính thưa các bạn. Căn phòng này thì Tim Hồ thấy nó có cái cửa đi và nó có cái lan can, balcony để mà nhìn ra phía đường phía trước thưa các bạn. Và nó cũng có cái cửa sổ để lấy ánh sáng từ bên hông bên tay phải căn nhà vào bên trong căn phòng. Rồi bây giờ Tim Hồ thân mời các bạn ra cái balcony để chúng ta ngắm khu vực hàng xóm ở vị trí trên cao các bạn nhé.
Rất là thoáng mát thưa các bạn. Các bạn thấy không, hàng xóm vẫn còn cái trang trí cho Christmas thưa các bạn. Và đây là hàng xóm người Mỹ trắng, buổi chiều họ dắt con cái đi dạo thưa các bạn. Và đây chúng ta có thể dễ dàng nhìn thấy cái dãy nhà phía trước có một cái công viên thể thao thưa các bạn. Có một cái công viên thể thao đó, rất là thoáng mát, rất là gần tiện để gia đình chúng ta có thể vận động thể dục thưa các bạn mỗi ngày. Rất là tiện và rất là an toàn, khu vực rất là an ninh. Đây là nhà hàng xóm thưa các bạn, và đây là cái phần sân của căn nhà chúng ta. Chúng ta nhìn chiếu bằng từ trên cao xuống các bạn nhé. Rất là dễ thương ha. Rồi, Trương Tim Hồ vừa show cho các bạn xem bốn cái phòng ngủ và bốn cái phòng vệ sinh trong nhà chính thưa các bạn, khối nhà chính. Bây giờ Tim Hồ thân mời các bạn tham quan hai cái phòng ngủ và hai cái phòng vệ sinh ở cái căn JDU vừa được xây thêm thưa các bạn. Và đây Tim Hồ thấy có một cái bậc tam cấp từ phòng sinh hoạt chính của gia đình đi ra phần sân sau. Thì ở đây người ta lát gạch và lát đá rất là cẩn thận thưa các bạn, và rất là dễ thương thưa các bạn. Giờ này ánh sáng cũng tối rồi các bạn ha. Tim Hồ thân mời các bạn đi tham quan phần JDU nha các bạn. Đó, toàn bộ sân người ta gác lát đá hết thưa các bạn, rất là chắc chắn và đẹp thưa các bạn, thẩm mỹ. Đây, diện tích khuôn viên của căn nhà là 6.000 square feet thưa các bạn. Nhưng mà họ đã làm cái JDU rồi. JDU đó là thì cái ADU mà nó gắn liền với cái nhà thì gọi là JDU thưa các bạn, Junior ADU á. Đây, diện tích của nhà chính là 2001 và cái JDU này khoảng 700 square feet thưa các bạn. Cái JDU này á, thì người ta sử dụng máy lạnh riêng từng cục thưa các bạn. Thì như vậy nó cũng rất là tiện để chúng ta cho thuê Airbnb. Phòng nào dùng thì người ta mở máy lạnh thôi, nó tiết kiệm năng lượng chứ không có phải mở hết, giống như là máy lạnh trung tâm, rất là lãng phí năng lượng thưa các bạn. Đây, Tim Hồ thân mời các bạn nhìn ngược lại căn nhà từ phía sân sau các bạn ha. Rồi bây giờ Tim Hồ thân mời các bạn vào bên trong tham quan JDU cùng Tim Hồ nha. Tại vị trí sân này Tim Hồ thấy người ta lát đá thưa các bạn, toàn bộ phần sân được lát đá hết, thành ra như vậy chúng ta cũng không có mất nhiều công sức để chúng ta bảo quản hoặc là chăm sóc giống như là cây cối đó thưa các bạn. Wow, JDU này vừa bước vào cái cổng thì Tim Hồ thấy đây là vị trí bếp rất là rộng rãi thưa các bạn. Chúng ta có thể để một cái bàn ăn bự ở đây. Và Tim Hồ thân mời các bạn tham quan căn phòng thứ nhất của JDU nha các bạn. Đây, wow, cũng rất là lớn thưa các bạn, một cạnh khoảng chừng 11-12 feet, cạnh kia khoảng chừng 13 feet thưa các bạn. Đó, lấy ánh sáng bằng cửa sổ từ sân sau. Và đây là cái nhà vệ sinh thưa các bạn, của cái phòng master, của phòng cũng có thể chúng ta có thể gọi là master bedroom thưa các bạn. Cái JDU này có hai cái master bedroom thưa các bạn. Và cũng toàn bộ thiết bị vệ sinh còn mới hết thưa các bạn. Chúng ta chỉ việc mua căn nhà này và dọn vào cho đại gia đình chúng ta sống thôi thưa các bạn. Và đây là khu vực tắm, toàn bộ gạch ceramic có ốp từ sàn lên tới trần nhà thưa các bạn. Rồi bây giờ Tim Hồ thân mời các bạn đi tham quan cái phòng master bedroom thứ hai bên trong cái JDU này nha các bạn. Đó, thì giữa hai cái phòng này á là một cái nhà bếp thưa các bạn, rất là tiện để chúng ta cho thuê Airbnb, cho hai hộ gia đình thuê Airbnb thưa các bạn. Họ mướn một cái JDU này không thôi là họ ở được hai gia đình rồi, rất là tiện lợi. Ở vị trí này Tim Hồ thấy người ta để máy giặt máy sấy này thưa các bạn. Rồi, Tim Hồ thân mời các bạn tham quan cái phòng master bedroom thứ hai nha. Trong cái JDU này thì cái phòng này nhỏ hơn cái phòng đầu lúc nãy học một xíu thưa các bạn, một cạnh khoảng chừng 10, một cạnh 11 feet thưa các bạn. Về màu sắc, về chất lượng,
y chang như khối nhà chính, toàn bộ đều được làm mới lại hết thưa các bạn, và rất là đẹp. Bây giờ Tim Hồ thân mời các bạn tham quan cái phòng vệ sinh của cái master bedroom thứ hai trong cái JDU này nha các bạn ha. Cũng giống như cái phòng vệ sinh đầu tiên thì nó cũng toàn bộ còn mới hết thưa các bạn, và còn rất là tốt. Rồi, Tim Hồ thân mời các bạn tham quan phần sân phía sau một lần nữa trước khi Tim Hồ kết thúc video clip này các bạn nhé. Rồi, bây giờ ngoài trời cũng đã tối rồi thưa các bạn, ánh sáng cũng không còn nhiều. Đó, Tim Hồ mời các bạn nhìn lại căn nhà từ vị trí cạnh sau. Rất là dễ thương các bạn ha. Ở đây có những cái cây, chủ nhà cũng đã tỉa tiết gọn gàng rồi thưa các bạn. Các bạn thân mến, Tim Hồ vừa giới thiệu với các bạn một căn nhà vào dịp ngày đầu tiên đi làm của năm mới 2024 thưa các bạn. Căn nhà rất đặc biệt là căn nhà listing của broker của Tim Hồ thưa các bạn. Nhà tọa lạc tại thành phố Huntington Beach, học khu tuyệt vời, với giá rao bán là 1.799.000 đô thưa các bạn. Các bạn thân mến, các bạn vừa cùng Tim Hồ tham quan căn nhà tuyệt vời này. Các bạn nào thấy căn nhà phù hợp với nhu cầu sử dụng cũng như khả năng tài chính của mình, có thể nhanh chóng liên lạc với Tim Hồ để Tim Hồ show nhà trực tiếp, và sau đó tiến hành thương thảo mua căn nhà này cho các bạn nhé. Tim Hồ xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video clip. Cũng nhân dịp năm mới, Tim Hồ thân chúc tất cả các bạn và gia đình một năm mới luôn dồi dào sức khỏe, thành công, hạnh phúc, và luôn gặp được nhiều may mắn. Tim Hồ cảm ơn và xin chào tất cả các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong lần chia sẻ tiếp theo.